Đến ngay trung tâm hoa văn thế giới để nghe tốt, nói chuẩn, sở hữu chứng chỉ HSK. Ai tình xiao hoa, chú tư yue hui. Học tiếng Trung qua mẫu chuyện cười. Lần đầu hẹn hò. 一个男孩即将去赴他的人生第一次约会。一个男孩即将去赴他的人生第一次约会。一个男孩即将去赴他的人生第一次约会。Một chàng trai nọ sắp có buổi hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời của cậu ấy.非常紧张，不知道到时候应该说些什么。非常紧张，不知道到时候应该说些什么。非常紧张，不知道到时候应该说些什么。Cậu ta rất lo lắng, không biết đến lúc đó nên nói những gì.于是向他的老爸讨教。于是向他的老爸讨教。于是向他的老爸讨教。Vì vậy, cậu ta đã hỏi ý kiến của bố mình. 老爸说，我的儿子，有三个话题适用于此类场合。食物、家庭和哲学。老爸说，我的儿子有三个话题适用于此类场合。食物、家庭和哲学。老爸说，我的儿子有三个话题适用于此类场合，食物、家庭和哲学。Bố cậu ta nói, con trai của bố à, có ba chủ đề phù hợp cho buổi hẹn hò này, đồ ăn, gia đình và triết học. 男孩去赴约会了。男孩去赴约会了。男孩去赴约会了。Chàng trai đi đến điểm hẹn. Họ đến một cửa hàng đồ uống, một người đặt một ly bông tuyết lìn. Họ đến một cửa hàng đồ uống, một người đặt một ly bông tuyết lìn.他们来到一家冰品店，一人要了一杯冰激凌。Bọn họ đi đến một cửa hàng kem, mỗi người gọi một ly kem. Hình trọng một đoạn thời gian, 两人谁都没讲话。很长一段时间，两人谁都没讲话。很长一段时间，两人谁都没讲话。Cả hai người đều im lặng trong một khoảng thời gian rất lâu. 男孩觉得越来越紧张。男孩觉得越来越紧张。男孩觉得越来越紧张。Chàng trai càng lúc.càng cảm thấy bối rối. 最后他想起了老爸的忠告。最后他想起了老爸的忠告。最后他想起了老爸的忠告。Sau đó, cậu ta chợt nhớ đến lời khuyên bảo chân thành của bố.
他问女孩，你喜欢吃土豆煎饼吗？他问女孩，你喜欢吃土豆煎饼吗？他问女孩，你喜欢吃土豆煎饼吗？Cậu ta hỏi cô gái, em có thích ăn bánh bột khoai tây không? Ta hủy tả, bù, ráo hô sư ý trên trần mộ. Ta hủy tả, bù, ráo hô sư ý trên trần mộ. Ta hủy tả, bù, ráo hô sư ý trên trần mộ.Cô ấy trả lời, dạ không. Sau đó im lặng một hồi lâu. Sù phân trung hồ, nàng hải chẳng sư là tì ơ gà hòa thị. Ní yếu gơ gơ mà? Sù phân trung hồ, nàng hải chẳng sư là tì ơ gà hòa thị. Ní yếu gơ gơ mà?数分钟后，男孩尝试了第二个话题。你有哥哥吗？ Mấy phút sau, cậu ta thử chuyển sang chủ đề thứ hai và hỏi cô gái, em có anh trai không? 女孩回答，没有。又是一阵沉默。女孩回答，没有。又是一阵沉默。女孩回答，没有。又是一阵沉默。Cô gái trả lời, không có ạ. Rồi lại lặng thinh không nói gì. 男孩于是决心打出他最后一张牌。男孩于是决心打出他最后一张牌。男孩于是决心打出他最后一张牌。Chàng trai quyết định đưa ra lá bài cuối cùng của mình. 他想了想，问女孩下面这个问题。他想了想，问女孩下面这个问题。他想了想，问女孩下面这个问题。Cậu ta nghĩ một lúc rồi hỏi cô gái câu hỏi sau. 如果你有哥哥的话，你觉得他会喜欢吃土豆煎饼吗？如果你有哥哥的话，你觉得他会喜欢吃土豆煎饼吗？如果你有哥哥的话，你觉得他会喜欢吃土豆煎饼吗？ Nếu như em có anh trai, thì em nghĩ liệu anh ấy có thích ăn bánh bột khoai tây không? 生词từ mới, 即将, 即将, gần, sắp, sẽ, 人生, 人生, đời người, 约会, 约会, hẹn hò,cuộc hẹn. Chỉnh trang, chỉnh trang, căng thẳng, hồi hộp. Chí đạo, chí đạo, biết. Yên gái, yên gái,nên, cần phải.
Yu shi. Yu shi. Thế là. Thảo jiao. Thảo jiao. Xin chỉ dạy. Hoa thị. Hoa thị. Chủ đề, đề tài. Sử dụng. Sử dụng. Sử dụng, dùng. Trường hợp. Trường hợp. Trường hợp. Sử vụ. Sử vụ. Đồ ăn. Gia đình. Gia đình. Gia đình. Trở xuế. Trở xuế. Triết học. Phụ yue. Phụ yue. Đến nơi hẹn. Bing pin tiền. Bing pin tiền. Cửa hàng kem. Bing chi lín. Bing chi lín. Kem. Giảng hoa. Giảng hoa. Nói chuyện. Chuyện tờ. Chuyện tờ. Cảm thấy. Yue lái yue. Yue lái yue. Càng ngày càng. Cuối hậu. Cuối hậu. Cuối cùng. Sáng chỉ. Sáng chỉ. Nhớ lại. Trung cao. Trung cao. Chân thành khuyên bảo. Thủ tô. Thủ tô. Khoai tây. Chiên bình. Chiên bình. Bánh rán, bánh chiên. Dĩ trần. Dĩ trần. Một hồi. Trần mộ. Trần mộ. Trầm lặng. Trang sư. Trang sư. Thử, cố gắng. Cơ cơ. Cơ cơ. Anh trai. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Tả chú. Tả chú. Đánh ra, đưa ra. Bài. 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 Xia miền. Xia miền. Phía dưới. Rủ của. Rủ của. Nếu như. Xì hoan. Xì hoan. Thích. Chú tư yue hội. Y gơ nàn hài, jí jiang qù fù tà de ren sheng di yi ci yue hui. Fei chang jin zhang, bu zhi dao dao shi hou yin gai shuo xie shen me.
于是向他的老爸讨教。老爸说，我的儿子，有三个话题适用于此类场合，食物、家庭和哲学。男孩去赴约会了，他们来到一家冰品店，一人要了一杯冰激凌。很长一段时间，两人谁都没讲话，男孩觉得越来越紧张。最后，他想起了老爸的忠告，他问女孩，你喜欢吃土豆煎饼吗？他回答，不。然后是一阵沉默。数分钟后，男孩尝试了第二个话题，你有哥哥吗？女孩回答，没有。又是一阵沉默。男孩于是决心打出他最后一张牌，他想了想，问女孩下面这个问题，如果你有哥哥的话，你觉得他会喜欢吃土豆煎饼吗？